Rồi bây giờ anh sửa 13 câu 1 trước nha. Dạ. Bây giờ bất phương trình mà chứa dấu giá trị tuyệt đối. Như vậy thì để giải cái bài này thì mình sẽ quay lại cái định nghĩa của giá trị tuyệt đối. Tức là để mà giải được cái bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối này thì bây giờ anh phá giá trị tuyệt đối ra đúng không? Dạ. Thì khi mà mình phá ra được nó không còn gì đối nữa thì lúc đó mình cứ cộng trừ nhân chia, mình xét dấu bình thường thôi. Rồi như vậy thì bây giờ mình muốn phá được cái dấu tuyệt đối này thì mình phải quay lại cái định nghĩa, đó là trị tuyệt đối của A thì nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu như A mà nó bằng không, A mà nó lớn hơn mà bằng không thì trị tuyệt đối của A nó sẽ đúng bằng A luôn. Trong trường hợp là nếu như A lớn hơn hoặc bằng không nha. Còn nếu như mà trường hợp ngược lại tức là A âm thì trị tuyệt đối của A nó phải bằng trừ A. Đó. Vì cái này là cái định nghĩa của mình nè. Thì bây giờ mình cứ bám vào cái định nghĩa này để mình phá tuyệt đối ra thôi. Rồi bây giờ câu 1 anh ghi lại cái đề nha. Nó cho cái biểu thức này nó xác định trước nha. Thì điều kiện của mình là cái mẫu nó phải các không. Thứ hai em thấy mình có cái mẫu mình phải cho các không thôi. Là trị tuyệt đối của x trừ 3 các không. Mà trị tuyệt đối mà các không tức là cái ở trong là x trừ 3 nó cũng phải các không đúng không? Đó, tức là anh có là x là khác 3. Rồi, thì cái này chỉ mới là điều kiện để cho cái biểu thức mà đề người ta cho nó xác định thôi. Chứ mình chưa có phá trị tuyệt đối ra nha. Như vậy thì bây giờ ở trên trục số nè. Anh này là trừ vô cùng. Cái này là 3. Bên đây là cộng vô cùng. Bây giờ x nó khác 3 nghĩa là nó bỏ ngay số 3 này đi đúng không? Thì nó sẽ còn chia ra cái trục số này thành hai khoảng gì? Một khoảng là lớn hơn 3. Rồi một khoảng là bé hơn 3 đúng chưa? Bên ba dạ Một khoảng lớn hơn 3 và một khoảng là bé hơn 3. Như vậy thì khi mà x mà nó lớn hơn 3, x lớn hơn 3 tức là x trừ 3 thì nó sao? Okay. x trừ ba cộng với nó nghiêng X về lớn cộng với 3. cùng Thì khi mà anh chuyển qua này tức là x trừ 3 lớn không đúng không? Đó. Vậy là trường hợp này khi mà mình xét cái trường hợp đầu tiên tức là mình sẽ cho nó là x trừ 3 lớn không, là mình được x lớn 3 thì lúc đó em phá dấu trị tuyệt đối được chưa? Thì trị tuyệt đối của nó sẽ bằng chính nó luôn. Rồi trường hợp thứ hai thì ngược lại thôi. Rồi ngay chỗ này thì nó cái hướng mình lại tới thì thường người ta giải cái chỗ này nè, người ta sẽ gộp chung vô luôn, tức là chỉ biến đổi là tương đương hết, người ta gộp chung vô luôn. Còn bây giờ nếu như mà em làm chưa quen mình cứ tách ra thành những trường hợp nhỏ nhỏ mình giải, một lát nữa mình hợp nghiệm sao. Như là trường hợp 1 x lớn 3. Trường hợp 1 là x lớn 3 rồi, tức là x trừ 3. X trừ 3 là lớn hơn không nè. Lên không dạ Thì anh sẽ được x lớn 3. Đó. Vậy khi đó cái bất phương trình 1. Bất phương trình 1 lúc này nó sẽ trở thành nè. X trừ 3 mà lớn hơn không thì trị tuyệt đối của x trừ 3 nó sẽ bằng x trừ 3 luôn đúng không? yeah. Tức là anh sẽ có 2x trừ 5. Rồi mình chia cho trị tuyệt đối là nó sẽ bằng y nguyên x trừ 3 này. Đó, rồi sau đó là cộng 1 lớn không. Được không? Yeah, Rồi bây giờ tới đây bình thường tới đây thì mình cứ quy đồng lên thôi. quy đồng Quy đồng bây giờ mẫu chung là x trừ 3 đúng không? Anh này là 2x trừ 5. Rồi mẫu chung là nhân cái số 1 qua đây là 1 nhân cho nhân x trừ 3 qua cho số 1 là 1 nhân cho x trừ 3. Rồi tất cả chia cho cái mẫu là x trừ 3 đúng không? Bây giờ anh thu gọn trên tử mình có 2x nè. Chỗ này ở phía sau là cộng x nữa là 3x đúng không? Rồi trừ 5 ở phía sau là trừ 3 nữa là thành trừ 8. Tất cả em chia cho x trừ 3. Rồi lớn hơn không đúng không? Rồi. Bây giờ tới anh này lớn hơn không? Thì làm sao? Nếu nó lớn không thì phải cho tử nó lớn không với mẫu lớn không À, cũng thì được, đó cũng là một trường hợp mình như vậy. Nhưng mà nếu như là sinh tử mà nó âm với mẫu nó cũng âm thì chia nhau nó cũng lớn không.
Được chưa? Nhưng Dạ. mà bây giờ tới đây nè, vì tại vì bây giờ anh đã xét cái trường hợp nào rồi, trường hợp là đang mình đang xét trường hợp là x trừ 3 lớn hơn không, Dạ. tức là x lớn 3, Dạ. tức là bây giờ anh đã có cái mẫu này là sao rồi, Nó lớn không rồi. lớn không rồi đúng không, Dạ. tại vì cái mẫu này bây giờ của anh là lớn không rồi mà. Dạ. Thì cho nên bây giờ Thì anh nếu này mà lớn mà không thì chỉ là mình cho cái tử lớn không thôi đúng không, dạ, dạ chỉ có tử lớn không thì nó mới lớn không thôi. rồi thì là mình chỉ cần cho cái tử lớn không, tức là 3x trừ 8 lớn hơn không. Rồi. Như vậy là x nó sẽ lớn mấy? Nó sẽ lớn hơn 8/3. 8 phần 3. Rồi. X lớn hơn 8 phần 3. Như vậy, nhưng mà em phải coi 8 phần 3 nó là bao nhiêu nhỉ? 8/3 nó là 2,6. 2,6 thôi thì anh 8 phần 3 nằm đây. Là bây giờ lớn hơn 8 phần 3 mới lấy, tức là lấy bên đây thì khúc này bỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà khi mà mình giải như thế này nè, thì mình phải coi lại là cái điều kiện mình đang xét là điều kiện như thế nào nha. Bài Dạ. này là trong cái trường hợp này anh đang xét là x lớn 3 đúng không? Dạ. Thì x lớn 3 thì 3 nằm đây đúng không? Dạ. Như vậy là cái điều kiện của mình là x lớn 3, tức là lớn hơn 3 mình mới lấy. Như vậy là khi mà mình Dạ. ra được x lớn hơn 8 phần 3 là cái chỗ này anh bỏ rồi đúng chưa? Đây mình phải so với lại cái điều kiện. Được không? Dạ. Nghĩa là bây giờ anh có hai điều kiện thôi, tức là thứ nhất là x lớn hơn 3 và thứ hai là x lớn hơn 8 phần 3. Như vậy tóm lại thì mình sẽ lấy cái số, nếu mà lớn thì sẽ lấy cái số lớn hơn đúng không? Tức là mình lấy x lớn hơn 3. Vậy ngay chỗ này mình Dạ sẽ suy ra được là suy ra x lớn hơn 3. Vậy x lớn hơn 3 nó chính là nghiệm của cái trường hợp thứ nhất. Được chưa? Thì khi em lưu ý khi mà mình chia thành trường hợp như thế này thì bắt buộc là mình phải kiểm tra, mình phải là thử lại so với cái điều kiện mà mình đặt nha. Dạ. Rồi bây giờ anh sang trường hợp số 2. Trường hợp số 2 tức là x trừ 3 là nó 5. X trừ 3 bé hơn không? Là Tương x nó đương bé hơn x 3. bé hơn Thì khi mà x bé hơn 3 thì bất phương trình hộp nó sẽ trở thành gì? Thì ở trên là 2x trừ 5. Thì bây giờ ở dưới là x mà x trừ 3 mà âm, tức là trị tuyệt đối của x trừ 3 nó sẽ là thêm dấu trừ vô thôi đúng không? Dạ. Tìm cái trừ vô thành là trừ x cộng 3. Thì trừ Dạ. x cộng 3 tức là 3 trừ x đúng không? Dạ ba chị. Rồi cộng 1 lớn không? Được không? Cái Rồi bây này giờ quy đồng bình là thường không anh? ở đây quy đồng bình thường thôi. Mình sẽ quy đồng cái bất quy trình này lên. À mình quy đồng cái bên cái trái lên. Thì nó là 2x trừ 5. Nó này là cộng cho 1 mà nhân cho 3 trừ x. Đúng chưa? Rồi sau đó mình chia lại cho cái mẫu chung là 3 trừ x lớn không. Rồi mình làm như trên mình thu gọn nè. Vậy 2x mà trừ cho phía sau này là x thì còn 1x đúng không? Dạ, ít chừng 2. Rồi là trừ 5 cộng 3 là trừ 2. Rồi vậy đó x trừ 2 chia cho 3 trừ x lớn không. Rồi. Như bây giờ tương đương. Trong trường hợp này á, là mình đang cho cái mẫu là sao ạ? Đen không? X trừ 3 là bé hơn không, Dạ. rồi tức là Mà 3 trừ để x nó là sao, 3 chữ x nó x chừng 3 bé hơn không, tức là 3 chữ x nó sẽ lớn không. tức là 3 trừ x là lớn hơn không. Rồi như vậy thì bây giờ anh ở dưới mẫu nó đã lớn hơn không, ở trên tử nó là x trừ 2 là mình muốn hai này chia nhau mà lớn không, thì có phải cái tử nó là càng lớn hơn không? Như vậy là bây giờ anh sẽ tương đương là x trừ 2 lớn không đúng không? Rồi giờ để mà trình bày cho người ta dễ hiểu từ đây em chỉ có thể em vì cái cũng được, vì là x bé hơn 3
Về x bán 3 tức là 3 trừ x là lớn hơn 0. x Được. Giờ tới đây thì cái này mình giải ra bình thường rồi đúng không? lớn Như vậy là hơn. x đó, x nó sẽ lớn hơn 2 đúng không? Rồi. Như vậy thì bây giờ trong trường hợp này mình khi mà cứ thả ra tới đây em phải so lại với điều kiện mình đang đặt đó là trong trường hợp này là x bán 3 đúng không? Bán 3 tức là mình lấy ở bên trái số 3. Rồi nguyên khúc này anh sẽ bỏ đi. Bây giờ em ra được x lớn 2. Đây là 2 nè. Ra được x lớn 2 tức là ra như thế này đúng không? Là bên trái của số 2 là mình lại bỏ nữa cái gì? Nói như vậy là từ đây mình sẽ suy ra cái nghiệm trong trường hợp này là 2 bé hơn x bé hơn 3 đúng không? Tức là chỗ này là mình kết hợp với cái điều kiện mình đang xét đó. Rồi. Rồi sau đó mình kết luận thôi. Bài nghiệm của bất quy trình 1 là bây giờ ở trên em ra được nghiệm là lớn hơn 3, ở dưới là đi từ 2 cho tới 3. Đúng không? Như vậy là ớt nó sẽ bằng nè. Đi từ 2 tới 3. Vậy là trên cái khoảng là từ 2 cho đến 3 đúng chưa? Rồi sau đó hợp cho lớn hơn 3 tức là hợp từ 3 đến cộng vô cùng đúng không? Được không? Còn không nữa thì cái này mình có thể ghi là nó là từ 2 cho đến cộng vô cùng và bỏ đi số 3 chứ. À, vậy là 2 đến cộng vô cùng hiệu cho 3. Hiệu cho 3 thì em ghi cái nào cũng được, ừ, thì 2 đến cộng cùng là hiệu cho 3 thì nó sẽ tách ra thành hai khoản đó, đó. Bài này dễ. Rồi bài này thì dễ đúng không? Rồi rồi nếu mà được thì em coi tiếp cái bài kế đi ha.